Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày thứ hai mình lại được nghỉ. Thế cho nên là chiều nay sau khi làm xong cái bài tập ở nhà trong cái chương trình học MBA của mình, bây giờ mình đi đến cửa hàng, nhà hàng Italia. Hôm nay mình xung phong chiêu đãi Yogi đến nhà hàng Italia để coi như là ăn chiều, ăn tối. Hay bây giờ là Yogi đang lái xe để chuẩn bị chúng ta đi đến nhà hàng Italia ngay downtown Denver thôi, ngay ở 16th Street Mall, rất là gần. Thế nhưng mà thời tiết thì rất là đẹp nhưng mà không tiện đi bộ, bởi vì ở đây nó có một cái free mall ride, tức là cái xe buýt miễn phí đấy, nhưng mà nó đi hơi lâu thôi, tốt nhất là đi xe gần thôi, nhưng mà cũng đi xe. Đây các bạn ạ, đây là downtown Denver đây, tức là trung tâm thành phố Denver, giống như là trung tâm ngay bờ hồ của nhà mình ý. Từ nhà mình ra đây chỉ độ có chưa đến 10 phút. Bây giờ đi đến nhà hàng gọi là tên là Maggiano. Nhà hàng nêm Maggiano Italiano. Đây, driver Yogi. Đấy. Các bạn xem. Downtown Denver cũng rất là nhiều. That's the tallest building in the Rocky Mountains. Có cái skyscraper. Nhưng mà đi xuống trung tâm như thế này là có vấn đề hơi bị nan giải, đó là tìm cái chỗ đỗ xe. Mặc dù là đỗ xe phải nộp tiền ấy, tức là phải trả tiền, thế nhưng mà cũng đây rồi, may quá tìm được một cái chỗ đây cũng dễ thôi. Đây, bạn thấy không? Đấy, cái cột để trả tiền, tức là mình cho một vài đồng xu, tức là khoảng 1-2 đô gì đấy là có thể đỗ ở đây. Đây, Yogi đang phải bỏ tiền để đỗ xe đây. Như các bạn thấy đây, mình sẽ phải bỏ vào đây. Này, bỏ đồng xu nhé. Đấy, 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5. Phải bỏ thêm 1 đồng nữa. Ok, thank you. 6 đồng các bạn ạ. 6 đồng. Và giá ở đây này. 1 giờ. 1 đồng 1 giờ, cho nên chỗ này sẽ được là 1 đồng 41. 1 giờ 41 phút. Giờ thì đi nhá. Đi vào nhà hàng Maggiano. Chỗ này thì đã đến ăn rồi, ăn nhiều lần rồi, nhưng mà vừa rồi Covid nên là cũng không hay khi đến. Bây giờ thì sẽ đến. Hello. Smile. Các bạn nhìn này, có một cái skyscraper rất là high, rất là cao. Đấy. Mình sống ở trung tâm đây, thế nên là thực ra đi qua đây nhiều lần nhưng chẳng bao giờ quay video. Bây giờ mình quay video. Đấy, downtown Denver đây. Why you come to the South Korean? Đây là downtown Denver đấy các bạn ạ, trung tâm. Rất là vắng vì là Covid cho nên là vẫn vắng. Nhưng các bạn thấy không? Rất là sạch nhé. Chúng
chỗ này là mình vẫn hay đi mua sắm từ xưa mấy năm nay rồi. Nhưng bây giờ từ ngày nhà chuyển ra Black Street cho nên là cũng hơi xa, nên cũng không hay đi bộ đến đây mấy. Với lại mình đi làm. Mask. Ok, chuẩn bị đi vào nhà hàng cho nên là phải đeo khẩu trang các bạn ạ. Đây, nhà hàng đây nhưng mà sông trông chẳng có ai bình thường ấy. Nếu mà không có Covid ấy, thì ở đây các cái bàn ghế này là đầy. Nhưng bây giờ thì vắng. Đây các bạn nhìn này, Maggiano Little Yard Italia. Yeah. Trông nhà hàng rất là đẹp đúng không? Trông cũng sang trọng đúng không? Số 500 16 Street Mall, trung tâm Denver. Bây giờ đi vào đây nhé. Ok, ta đi the receptionist. Đây chúng ta Denver, yeah. Denver. Đây chúng ta đi vào nhà hàng Maggiano. Hey, this nice lady is waiting for us. Đây các bạn xem này, quang cảnh nhà hàng đây, nhưng mà vắng lắm, không đông, rất là đẹp nhé. Này đây, chỗ này là chỗ bàn của nhà mình đặt đây các bạn ạ. Trong này thì họ không để đèn nhiều đâu. Đây mình sẽ quay cho các bạn xem cái quang cảnh cái nhà hàng một chút đấy. Vắng bởi vì Covid cho nên là với lại giờ này đang sớm cho nên là không đông lắm. Các bạn này nhìn này, đây có một cái lẵng hoa rất là đẹp. Mình vào đây cũng nhiều lần rồi nhưng mà chẳng mấy, chỉ có chụp ảnh thôi chứ chưa bao giờ quay video. Hôm nay mình muốn quay video để cho các bạn xem. Đấy nhá. Bây giờ thì mình sẽ ngồi xuống xem menu và gọi nhá. Đây anh What's your name? Đây anh bồi bàn vừa mới mang bia đến cho Yobi à. Can't see me in the dark anyway. I can see you. Brown beer. Brown beer. Belgian? Belgian mà quả. It's just a good beer. I don't know anything about beer. It tastes good. I'll put them in. Sure, warm or? You want warm? Yeah. Okay. Let me get.
Yeah, good for you, buddy. Oh, there he is. Hi. Thank you. This bread is delicious. It's worth the price of admission. $6. Can't tell the difference. We're gonna get some more bread, little tiny. Hot tea, that's good. You did right to get the hot water. No, come on. Hot tea, though. Only hot water. That's all we need. Good German beer. You would yogi do uống bia Đức. Bia Đức. Can you sell the bia Đức? Happy, happy. Can I take a sip? It's good beer. Mình uống một chút bia. It is very tasty. I'll buy your own glass if you like it, man. Đắng lắm. Không thích lắm đâu. I like brown beers. Okay. Well, now he just saved the food. So. Boom, that's a lobster carbonara. Yeah, lobster. Carbonara. Carbonara. The carbonara. Yep. And here the yogi chicken. That's the rigatoni D. Okay. Thank you. You're welcome. Thank you. Enjoy. Orlando. So you're that's welcome. The Enjoy. Food. Okay. This is a good restaurant. I forgot about it. You want to eat some my lobster? I'd love to. Why don't you give yourself some of mine too, sweetheart? Yeah. Khi mà đi ăn nhà hàng ấy, mình Yogi luôn luôn xe là được ăn cả. Switch. Pile it right on there. I don't mind. And you get yourself some good stuff here. Here's a spoon. Okay. Now I try some. Very good. Very good. Okay. I don't see you have any chicken. I don't know. Hidden. Okay. That's good. Hiding. So very much. Very much. Rất là đồ ăn. Món ăn rất là Italian thì vừa món ăn của mình rất là nhiều spaghetti nhưng mà hôm nay là spaghetti với lại tôm hùm các bạn mời các bạn nhé. Yogi say mời các bạn đi, mời các bạn ha. Say mời các bạn. Hả? Mời các bạn. Mời các bạn. Mời các bạn. Mời các bạn. Ăn spaghetti. Yes. Marvelous. Very good, Orlando. Yeah, good. Everything else okay? We're happy, man. Yeah, that's all that matters. That's it. Yeah. Yogi, this restaurant very, very,
Not for now. We don't need to make reservation. You understand? Not at this time. Yeah. And it's a Monday too, you know. Yes, very good. Your cheese is very good on yours. So you don't say that I don't contribution. I'm very good. Every time I offer you, you see that for 10 years, how many times? We ought to make it a Monday night sometime, occasion. Sometimes I'm not working, but I still volunteer to pay for your seafood. You've always been generous. So don't say that I'm mean. I don't want contribution. Oh. You know, we should think about making it a Monday night out because there's no crowds. You know, there's nobody here. Yeah. It's a day off for you. So, is that pay now? 1 week, Monday I pay. 1 week you pay. That's pay? Who? 1 week. I don't know about that part. Huh? 1 week. It's your chance to spend money. Oh, so you want every time go out, like, go well, buy? Well, why not? I mean, let's make it your occasion, then I won't harp you anything about no. money. I cannot pay every Monday. No. Then we won't do it. My account can come to zero. Oh, I gotta get bread. You want this piece of bread, my dear? You better get yourself done. I'm gonna give you some more money. How about that? You need that? Here you go, I'll give you some more. Here we go. Mushrooms. Video đến đây là kết thúc nhé. Xin cảm ơn các bạn đã xem kênh. Nếu như các bạn like, thích kênh của mình thì xin làm ơn hãy bấm vào nút like này, share và nhấn chuông và nhấn nút đăng ký ủng hộ mình nhé. Rất là cảm ơn các bạn đã xem kênh và ủng hộ kênh của mình. Mình vẫn còn rất là mới cho nên là xin các bạn sự ủng hộ cho mình để cho mình có động lực làm thêm nhiều video cho các bạn xem. Chào các bạn nhé. Xin cảm ơn.